Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Con Đường Thành Công, nơi chia sẻ không giới hạn những kiến thức, bí quyết để giúp bạn đạt được thành công và giàu có trong cuộc sống hiện đại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề rất thú vị và quan trọng. 7 cách kiếm tiền không cần vốn của người giàu. Đây không chỉ là những mẹo nhỏ hay thủ thuật đơn giản, mà là những chiến lược đã được thử nghiệm, tinh chỉnh và chứng minh hiệu quả qua nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ rằng, để làm giàu cần phải có vốn lớn hoặc phải dựa vào những phương pháp không chính đáng. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Những người thành công, giàu có thường không bắt đầu từ việc sở hữu số vốn khổng lồ, mà từ tư duy sáng tạo, thông minh và khả năng tận dụng mọi cơ hội có sẵn. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn những chiến lược làm giàu không cần vốn mà người giàu thường áp dụng để xây dựng và nhân lên tài sản của họ. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi có động lực tạo ra thêm nhiều nội dung giá trị khác cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Cách thứ nhất, học cách chia tiền. Câu chuyện này bắt đầu với một người nghèo thấy người giàu sống thong thả, không phải lao động cực nhọc như mình, mà vẫn giàu có. Anh ta cảm thấy bất công và quyết định tìm đến Thượng Đế để xin công bằng. Thượng Đế hỏi anh ta muốn gì, anh ta trả lời rằng muốn người giàu trở nên nghèo giống như mình và cùng làm công việc như mình. Nếu người giàu vẫn giàu, anh ta sẽ không than phiền nữa. Thượng Đế đồng ý và biến một người giàu thành nghèo, đồng thời giao cho mỗi người một ngọn núi để đào than. Người nghèo vì quen làm việc nặng nên nhanh chóng đào được một xe than, bán lấy tiền mua thực phẩm. Người giàu thì không quen làm việc nặng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta đã thuê những người nghèo khác làm việc cho mình và nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn cả người nghèo. Câu chuyện này cho thấy sự khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo không phải là ở việc lao động nặng nhọc, mà là ở cách suy nghĩ và quản lý tiền bạc. Người giàu không chỉ làm việc vì tiền, họ biết cách sử dụng tiền để tạo ra thêm tiền. Họ hiểu rằng sự giàu có không đến từ sự siêng năng lao động, mà từ tư duy thông minh và khả năng quản lý tài chính. Người giàu biết cách đầu tư, sử dụng đòn bẩy tài chính và tận dụng mọi cơ hội để sinh lời. Đây chính là chìa khóa giúp họ đạt được sự giàu có và tự do tài chính. Bài học ở đây là gì? Đó là tư duy phân chia tiền bạc một cách thông minh. Người giàu không làm việc chăm chỉ để trở nên giàu có, mà họ làm việc thông minh, biết cách tận dụng sức lao động của người khác để tăng tài sản. Cách thứ hai, học cách vay tiền. Một câu chuyện khác liên quan đến việc làm giàu mà không cần vốn là câu chuyện về 4 thanh niên tên A, B, C, D. Mỗi người đều có 500 đồng vốn. A quyết định mua một con gà mái và chăm chỉ nuôi để thu trứng. B thì thuê 5 con gà, và nhờ vậy, thu nhập của B gấp 5 lần A. C còn đi xa hơn khi thương lượng với người mua trứng trả tiền trước cho cả năm và dùng số tiền đó để thuê thêm gà, từ đó kiếm được số tiền lớn hơn nhiều. D, người thông minh nhất, đã mời cả 3 người kia đầu tư vào mình và tiếp tục phát triển kinh doanh bằng cách sử dụng tiền vay để thuê thêm nhiều gà và tạo ra một doanh nghiệp lớn. Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng đòn bẩy tài chính để làm giàu. Thay vì chỉ dựa vào số vốn nhỏ ban đầu, những người thông minh biết cách vay tiền và sử dụng nó để phát triển kinh doanh. Họ không ngại việc vay mượn vì họ biết cách sử dụng tiền vay để tạo ra thêm thu nhập. Đây là một trong những chiến lược quan trọng giúp người giàu không cần nhiều vốn ban đầu mà vẫn có thể tạo ra doanh nghiệp lớn mạnh và sinh lời khủng. Kết quả cuối cùng, người thứ tư không chỉ giàu có mà còn nhanh chóng vượt xa các bạn của mình. Điều này cho thấy rằng để thành công, bạn cần biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính. Vay tiền để đầu tư đúng cách chính là chìa khóa để nhân lên tài sản của bạn. Cách thứ ba, phát triển kinh doanh từ số vốn nhỏ. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về cách mà những nhà phát triển bất động sản
đặc biệt là những doanh nghiệp lớn như Evergrande ở Trung Quốc, đã sử dụng đòn bẩy tài chính để xây dựng đế chế của họ. Evergrande đã tạo ra một khoản nợ khổng lồ lên tới 2,4 nghìn tỷ đồng, tương đương với GDP của cả một quốc gia trong 2 năm. Tuy nhiên, điều đáng nói là họ không phải mất một xu nào, mà sử dụng đất đai để thế chấp vay vốn từ ngân hàng. Sau đó, họ tiếp tục dùng số tiền vay đó để đầu tư vào các dự án bất động sản khác và tiếp tục vay thêm tiền. Mặc dù Evergrande hiện đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng câu chuyện của họ vẫn là một minh chứng rõ ràng cho việc sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hiệu quả để phát triển kinh doanh. Họ đã sử dụng nợ để mua đất, phát triển dự án và tạo ra lợi nhuận lớn mà không cần đầu tư nhiều vốn ban đầu. Đây là một trong những chiến lược phổ biến của những người giàu. Họ không chỉ dựa vào tiền của mình, mà còn sử dụng tiền của người khác như ngân hàng, nhà đầu tư để tạo ra thêm tiền. Qua đó, chúng ta thấy rằng, nếu biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính một cách thông minh, bạn có thể tăng cường tài sản mà không cần vốn ban đầu. Cách thứ tư, bán sản phẩm không thể bán được. Có lẽ bạn đã nghe qua câu chuyện về người bán lược cho sư. Người tu hành thường không có tóc, vậy thì làm sao có thể bán lược cho họ? Câu chuyện kể về ba người bán lược, mỗi người một cách tiếp cận khác nhau. Người bán đầu tiên khéo léo thuyết phục vị sư rằng chiếc lược có thể dùng để mát xa đầu, kích thích huyệt đạo, giúp đầu óc tỉnh táo và nhớ kinh sâu hơn. Người bán thứ hai còn tinh tế hơn. Ông ta thuyết phục rằng lược là biểu hiện của sự kính trọng, nên mỗi đệ tử đều nên có một chiếc. Người bán thứ ba thậm chí còn sáng tạo hơn khi thuyết phục vị sư mua lược để tặng cho những người đến chùa như một món quà tinh thần. Câu chuyện này cho thấy rằng mọi thứ đều có thể bán được, vấn đề chỉ là cách bạn tiếp cận và thuyết phục khách hàng. Người giàu thường rất giỏi trong việc tìm ra cách để biến những thứ tưởng chừng như không thể bán được trở thành một sản phẩm có giá trị. Họ không chỉ bán sản phẩm mà còn bán giải pháp, bán ý tưởng và cảm xúc cho khách hàng. Đây là một kỹ năng quan trọng giúp họ thành công trong kinh doanh mà không cần vốn lớn. Điều này cho thấy rằng không có gì là không thể nếu bạn biết cách thuyết phục và tìm ra giá trị mà sản phẩm của bạn có thể mang lại cho khách hàng. Cách thứ năm, tận dụng khả năng đòn bẩy. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về khả năng sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh. Câu chuyện về một người cha muốn tìm vợ cho con trai mình đã minh chứng cho điều này. Người cha đã thuyết phục được Bill Gates gả con gái cho con trai mình bằng cách nói rằng con trai ông là phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Sau đó, ông thuyết phục chủ tịch Ngân hàng Thế giới bổ nhiệm con trai mình vào vị trí phó chủ tịch bằng cách nói rằng cậu ta sẽ là con rể của Bill Gates. Đây chỉ là một câu chuyện, nhưng nó minh họa rất rõ cách mà người giàu sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống. Họ không tự mình làm mọi thứ, mà tận dụng mối quan hệ, tài nguyên và quyền lực của người khác để đạt được mục tiêu của mình. Khả năng sử dụng đòn bẩy là một kỹ năng quan trọng giúp người giàu tối ưu hóa tài sản, thời gian và cơ hội của họ. Họ biết cách làm việc thông minh thay vì làm việc chăm chỉ, và đây là một trong những lý do chính giúp họ thành công. Bài học ở đây là, trong khi người khác đổ xô vào một ngành công nghiệp nóng, bạn nên tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hỗ trợ. Đây chính là cách kiếm tiền thông minh và an toàn hơn. Cách thứ 6, tìm cơ hội trong những thách thức. Người giàu không chỉ là những người biết tận dụng đòn bẩy, mà còn là những người giỏi tìm kiếm cơ hội trong những thách thức. Hãy nghe câu chuyện về một cô gái trẻ, sinh sau năm 1990, đã sở hữu một mỏ khai thác trị giá 27 triệu đô la mà không tốn một xu. Cô gái này đã nghe tin về mỏ đá đang bị bán do xung đột giữa các cổ đông và đàm phán để mua lại với giá thấp hơn thị trường. Sau đó, cô đã liên hệ với các chủ mỏ đá khác đang gặp khó khăn, đề nghị giúp họ khai thác tài nguyên bằng công nghệ tiên tiến và đổi lại là một phần lợi nhuận. Câu chuyện này cho thấy, người giàu không chỉ biết tận dụng cơ hội, mà còn biết tìm kiếm cơ hội ngay trong những hoàn cảnh khó khăn.
Họ không sợ thách thức mà nhìn thấy chúng như những cơ hội tiềm năng để phát triển. Điều này đòi hỏi một tư duy sáng tạo, khả năng phân tích tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng. Những người thành công thường có khả năng nhìn thấy điều mà người khác không thấy và biến nó thành lợi ích cho mình. Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc suy nghĩ sáng tạo, biến những thứ tưởng chừng như bất khả thi thành có thể bằng cách tạo ra giá trị từ những tình huống khó khăn. Cách thứ 7. Xây dựng một tầm nhìn lớn. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của việc xây dựng một tầm nhìn lớn. Người giàu không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền, họ còn có một tầm nhìn lớn hơn, vượt xa những lợi ích cá nhân. Hãy cùng xem xét câu chuyện về Jeff Bezos, người sáng lập Amazon. Khi Bezos bắt đầu Amazon, ông không chỉ nhìn thấy tiềm năng của việc bán sách trực tuyến, mà còn nhìn thấy tiềm năng của một nền tảng thương mại điện tử toàn cầu. Chính tầm nhìn lớn này đã giúp ông biến Amazon từ một cửa hàng sách trực tuyến nhỏ thành một trong những công ty lớn nhất thế giới. Tầm nhìn lớn không chỉ giúp người giàu phát triển doanh nghiệp của họ, mà còn giúp họ thu hút những người tài năng, các nhà đầu tư và khách hàng. Nó cũng giúp họ duy trì động lực và kiên trì trong quá trình phát triển kinh doanh. Người giàu thường có một tầm nhìn xa. Họ không chỉ nghĩ về hiện tại, mà còn nghĩ về tương lai và làm thế nào để đạt được mục tiêu lớn hơn. Đây chính là cốt lõi của tư duy đòn bẩy. Sử dụng những gì bạn có để đạt được những gì bạn muốn, mà không cần phải bắt đầu từ con số 0. Kết luận: trên đây là 7 cách làm giàu không cần vốn mà người giàu đã sử dụng để xây dựng và nhân lên tài sản của họ. Những chiến lược này không phải là bí mật, nhưng để thực hiện được chúng, đòi hỏi bạn phải có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích, quản lý rủi ro và tận dụng cơ hội. Điều quan trọng nhất là bạn phải có sự kiên trì và không ngừng học hỏi. Hy vọng rằng qua video này, bạn đã nhận được những ý tưởng và động lực mới để bắt đầu hành trình làm giàu của mình. Đừng quên rằng mọi thứ đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ, và mỗi bước đi đều đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ với những người khác. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ thêm nhiều kiến thức và bí quyết thành công khác để giúp bạn đạt được ước mơ của mình.